Xin chào các bạn đang xem kênh YouTube của báo điện tử VOV. Bản tin tổng hợp chiều nay có những nội dung sau đây. Đã đưa các nạn nhân vụ rơi máy bay ở Hạ Long về với gia đình. Xác minh thuốc nhỏ mắt bị làm giả bán ở chợ thuốc Hapulico, Hà Nội. Giá vàng SJC và vàng thế giới đồng loạt giảm. Cách nhận diện website lừa đảo đánh cắp tiền của người dân. Nếu xe mất phanh, tài xế được miễn trách nhiệm hình sự. Bóng đá Indonesia nhận lệnh trừng phạt từ FIFA. Hôm nay, không khí lạnh bắt đầu ảnh hưởng nhiều nơi ở miền Bắc. Bây giờ là tin chi tiết. Từ sáng sớm, đông đảo người dân, bạn bè bà con lối xóm cùng chính quyền địa phương phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng đến rất đông tại khu vực nhà số 422, đường Tôn Đản, phường Hòa An đón thi thể các nạn nhân trong vụ rơi máy bay trực thăng về nhà. Thi thể ông Hồ Tá Lực, chú tổ 35, phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, bà Hồ Thị Oanh, chú phường Tam Thuận, quận Thanh Khê, em gái ông Lực được đưa về địa chỉ nêu trên. Thi thể bà Phạm Thị Bê, chú quận Hải Châu được đưa về nhà ở đường Cô Bắc. Nạn nhân còn lại là bà Nguyễn Thị Hội, vợ ông Lực, thi thể vừa được tìm thấy sáng nay nên sẽ đưa về sau. Thi thể các nạn nhân được đưa về quê do Công ty Trực thăng Miền Bắc, Tổng Công ty Trực thăng Việt Nam, Binh đoàn 18 Bộ Quốc phòng đảm nhận. Như VOV đưa tin, máy bay trực thăng Bell 505 số hiệu VN8650 do Công ty Trực thăng Miền Bắc điều hành và quản lý bị mất liên lạc, rơi tại khu vực biển giáp ranh giữa Vịnh Lan Hạ, thành phố Hải Phòng và Vịnh Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Trên trực thăng có 5 người gồm một phi công là Đại tá Chu Quang Minh và 4 khách du lịch người Đà Nẵng. Máy bay cất cánh lúc 16 giờ 56 phút, chờ khách du lịch đi ngắm cảnh Vịnh Hạ Long từ trên cao. Đến 17 giờ 15 phút, máy bay mất liên lạc. Đến sáng ngày 7 tháng 4, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của nạn nhân cuối cùng trong vụ rơi máy bay này. Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế ngày 6 tháng 4 cho biết, từ đầu năm đến nay thì cơ quan này nhận được một số thông tin từ 5 đơn vị trách nhiệm hữu hạn AstraZeneca Việt Nam, trách nhiệm hữu hạn Novartis Việt Nam, văn phòng đại diện Hoffmann La Roche tại Hà Nội, văn phòng đại diện Les Laboratories Servier tại Hà Nội, văn phòng đại diện Takeda Pharmaceuticals Asia Pacific liên quan đến việc phát hiện một số lô thuốc giả, nghi ngờ giả, không rõ nguồn gốc. Cơ quan này đề nghị Sở Y tế Hà Nội tập trung xác minh một số thuốc giả, nghi ngờ giả xuất hiện trong chuỗi cung ứng tại trung tâm bán buôn thuốc Hapulico, số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội và thuốc mua tại nhà thuốc để sử dụng trong Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương. Như thuốc nhỏ mắt Tobradex, hộp một lọ đếm giọt. Hồi tháng 2, thì Cục Quản lý Dược đã phát thông báo trên toàn quốc với thuốc giả, nghi giả với thuốc Tobradex, ghi nhãn số lô 22C10HB, kèm hình ảnh phân biệt sản phẩm thuốc thật và giả. Cục Quản lý Dược cũng đề nghị Sở Y tế Hà Nội chỉ đạo các đơn vị chức năng tăng cường công tác thanh tra kiểm tra, định kỳ và đột xuất. Việc thực hiện các quy chế chuyên môn về dược của các cơ sở sản xuất kinh doanh, sử dụng thuốc trên địa bàn, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm theo quy định đối với các trường hợp kinh doanh thuốc giả, không rõ nguồn gốc, nhập lậu, mua bán không có hóa đơn chứng từ hợp lệ. Cùng với đó thì xây dựng kế hoạch và phối hợp với các cơ quan chức năng, cơ quan công an, quản lý thị trường, hải quan, ban chỉ đạo 389 thành phố, tiến hành cao điểm thanh tra, kiểm tra đấu tranh phòng chống thuốc giả, thuốc nhập lậu, thuốc không rõ nguồn gốc trên địa bàn, xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân vi phạm. Trung tâm kiểm nghiệm cần tăng cường lấy mẫu kiểm tra chất lượng thuốc lưu hành trên địa bàn đối với các thuốc có nguy cơ vi phạm chất lượng. Mở cửa phiên giao dịch sáng mùng 7 tháng 4, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng mua vào 66,45 triệu đồng một lượng, giá bán ra là 67,05 triệu đồng một lượng, giảm 50.000 đồng một lượng ở cả hai chiều bán ra và mua vào so với đóng cửa phiên giao dịch ngày mùng 6 tháng 4. Chênh lệch giá bán vàng vẫn đang cao hơn giá mua là 600.000 đồng một lượng. Cùng thời điểm, tập đoàn Doji niêm yết giá vàng mua vào bán ra ở mức 66,4 đến 67 triệu đồng một lượng. So với đóng cửa phiên giao dịch ngày 6 tháng 4, giá vàng mua vào và bán ra tại Doji không thay đổi. Chênh lệch giá mua bán vàng tại Doji cũng duy trì ở mức 600.000 đồng một lượng. Đầu giờ sáng ngày 7 tháng 4 theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới giao ngay trên sàn Kitco đang là 2.007 đô la Mỹ một ounce, giảm 11,8 đô la Mỹ một ounce so với cuối giờ chiều ngày 6 tháng 4. Quy đổi giá vàng thế giới theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank, 1 đô la Mỹ tương đương với 23.620 đồng, giá vàng thế giới tương đương 57,13 triệu đồng một lượng, thấp hơn 9,92 triệu đồng một lượng so với giá vàng SJC bán ra ở cùng thời điểm. Chốt phiên giao dịch ngày 6 tháng 4, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng mua vào là 66,5 triệu đồng một lượng, giá bán ra là 67,1 triệu đồng một lượng, giữ nguyên giá ở cả hai chiều bán ra và mua vào so với sáng cùng ngày. Chênh lệch giá bán vàng vẫn đang cao hơn giá mua 600.000 đồng một lượng.
Cùng thời điểm, tập đoàn Doji niêm yết giá vàng ở mức 66,4 triệu đồng một lượng mua vào và 67 triệu đồng một lượng bán ra. So với mở cửa phiên giao dịch ngày 6 tháng 4, giá vàng mua vào và bán ra tại Doji cùng giảm 50.000 đồng một lượng. Chênh lệch giá mua bán vàng tại Doji cũng duy trì ở mức 600.000 đồng một lượng. Cuối giờ chiều ngày 6 tháng 4 theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới tăng nhẹ. Hiện giá vàng giao ngay trên sàn Kitco đang là 2.019 đô la Mỹ một ounce, tăng 3,6 đô một ounce so với mở cửa phiên giao dịch cùng ngày. Quy đổi giá vàng thế giới theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank là 1 đô la Mỹ tương đương với 23,620 đồng, giá vàng thế giới tương đương 57,46 triệu đồng một lượng, thấp hơn 9,64 triệu đồng một lượng so với giá vàng SJC bán ra chiều ngày 6 tháng 4. Tại họp báo thường kỳ chiều ngày 6 tháng 4 của Bộ Thông tin và Truyền thông, bà Trần Thị Thu Hiền, Phó Giám đốc Trung tâm Internet Việt Nam cho biết, tình trạng vi phạm pháp luật trên không gian mạng diễn ra ngày càng tinh vi, thể hiện dưới nhiều hình thức khác nhau như tạo các website giả mạo các cơ quan, doanh nghiệp, ngân hàng, sàn thương mại để lừa đảo chiếm đoạt tài sản cùng nhiều hình thức vi phạm. Đặc điểm chung của các hành vi vi phạm là thường sử dụng tên miền quốc tế đăng ký ở nước ngoài, che giấu thông tin chủ thể. Trước khi sử dụng dịch vụ, giao dịch trên Internet, người dân, tổ chức, doanh nghiệp có thể tra cứu thông tin trên website, tên miền bằng cách thực hiện nhắn tin miễn phí tới tổng đài 156 hoặc tra cứu trực tiếp tại website tra cứu tên miền. Theo bà Hiền, trong năm 2021 và năm 2022, Trung tâm Internet Việt Nam đã phối hợp cung cấp thông tin hơn 1.800 tên miền cho các cơ quan có thẩm quyền về xử lý vi phạm. Bên cạnh đó, tiếp nhận xử lý tạm ngừng hoạt động và thu hồi 498 tên miền liên quan đến các vi phạm về giả mạo các cơ quan báo chí, trang thông tin điện tử tổng hợp, các hành vi cờ bạc trực tuyến, lừa đảo ngân hàng, tài chính, mua bán sản phẩm y tế, thực phẩm chức năng trái phép. Liên quan đến vụ ô tô đâm liên hoàn trên đường Võ Chí Công, ngày 6 tháng 4, Công an quận Tây Hồ, Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối với lái xe Hoàng Ngọc Vĩnh, 63 tuổi ở Long Biên, Hà Nội, người gây ra tai nạn vào chiều ngày 5 tháng 4, về hành vi vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông. Vụ tai nạn khiến 22 người bị thương, trong đó 2 nạn nhân bị thương nặng, 5 người ảnh hưởng tới xương và 15 người khác bị thương nhẹ, có thể sơ cứu và ra viện ngay. Theo luật sư Đặng Phương Chi, công ty luật trách nhiệm hữu hạn TGS, đoàn luật sư Hà Nội, trong trường hợp hành vi của tài xế Vĩnh đủ yếu tố cấu thành tội phạm thì tài xế này sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, theo quy định tại Điều 260 Bộ Luật Hình sự 2015. Mức phạt nhẹ nhất đối với tội phạm này là phạt tiền từ 30 đến 100 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm và nặng nhất là 15 năm tù. Ngoài trách nhiệm hình sự, theo luật sư, tài xế Vĩnh đồng thời phải chịu trách nhiệm bồi thường theo trách nhiệm dân sự. Trong trường hợp có nạn nhân tử vong, thì tài xế này còn phải chịu trách nhiệm bồi thường do tính mạng bị xâm phạm, theo quy định tại Điều 591 Bộ Luật Hình sự năm 2015. Với cái hậu quả xảy ra do cái hành vi vi phạm cái các cái quy định về giao thông đường bộ của cái lái xe mà gây ra tai nạn tại ngã tư Võ Chí Công và Xuân La vào chiều ngày 5 tháng 4 năm 2023 đã gây một cái hậu quả rất là nghiêm trọng, ảnh hưởng rất là lớn tới tài sản, sức khỏe và tính mạng của nhiều người. Cái này thì để khẳng định luôn là chịu trách nhiệm hình sự. Với đối chiếu với cái hành vi hậu quả gây ra do cái hành vi này thì trách nhiệm của người lái xe này là chịu trách nhiệm hình sự luôn. Và trong cái trách nhiệm hình sự thì theo quy định của tại Điều 260 của Bộ Luật Hình sự thì vì chịu trách nhiệm hình sự tương ứng với cái hành vi hậu quả phạm tội gây ra. Nhưng mà tất nhiên là ngoài cái việc mà chịu trách nhiệm hình sự thì vẫn phải bồi thường trách nhiệm dân sự đối với những cái thiệt hại mà do cái hành vi gây ra. Cái bồi thường trách nhiệm dân sự ở đây nó có bồi thường về tổn hại về vật chất và bồi thường các cái mất mát về tinh thần nữa. Trong trường hợp xe của cụ ông bị mất phanh, nếu mà thực tế mà qua điều tra mà thấy rằng là cái trường hợp này thực tế xảy ra mà đúng là cái xe của cụ ông đến cái tại cái thời điểm gây tai nạn là bị mất phanh thật sự là xe bị mất phanh, việc đấy nó nằm ngoài ý muốn của cái người lái xe này, và họ cũng nằm trong cái điều kiện là bất khả kháng, họ cũng không thể nào làm thế nào để dừng cho cái xe này dừng lại được. Thì đối chiếu với cả các quy định thì có thể là họ sẽ được loại trừ trách nhiệm hình sự, nhưng trách nhiệm dân sự thì vẫn phải chịu.
trách nhiệm dân sự là vẫn phải bồi thường về cái tổn hại về vật chất, tổn hại về tinh thần. Nhưng trách nhiệm hình sự nếu đúng là xe bị mất phanh, xe bị mất phanh, mặc dù là xe vẫn nằm trong cái thời gian kiểm định của nhà nước, tức là vẫn nằm ở trong cái quy định là vẫn trong cái thời hạn kiểm định, thì đây là trường hợp bất khả kháng, thì có thể là cái người lái xe này sẽ được loại trừ trách nhiệm hình sự, còn bồi thường dân sự vẫn phải chịu. Có trường hợp là những người bị hại có thể thỏa thuận được giữa người gây ra hậu quả và cái người bị hại, thì có thể là có nhiều trường hợp là có thể thỏa thuận. Nhưng mà trong cái trường hợp này vì đã vi phạm vào điều 260 Bộ luật hình sự, cho nên cái trong mà điều 260 của Bộ luật hình sự thì lại không quy định là chỉ khởi tố vụ án khi có đơn của người bị hại. Như vậy là trong trường hợp này dù là người bị hại không có đơn tố giác, tố cáo vẫn phải bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Trong cái quy định của pháp luật thì cũng chưa có một cái quy định cụ thể nào là người lái xe cơ giới phải đi loại dép nào. Cho nên là nếu mà người lái xe trong cái trường hợp này họ đi dép thì cũng đấy cũng chưa phải là họ vi phạm vào điều cấm. Nhưng mà theo như những cái trường hợp nó thực tế xảy ra, những cái kinh nghiệm xảy ra theo thông lệ, thì cũng nên khuyến cáo là tất cả những người mà sử dụng các cái phương tiện xe cơ giới, nhất là cái nguồn xe mà gây nguy hiểm cao độ như ô tô, thì nên là có những cái trang phục nó gọn gàng, nó rất là thoải mái và rất là thích hợp với cái việc điều khiển xe, chứ không nên sử dụng những cái mà tư trang, những quần áo cũng như là giày dép mà không phù hợp với cả cái việc trực tiếp lái xe. Trên trang web chính thức của Liên đoàn bóng đá Indonesia, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Indonesia Erick Thohir bày tỏ sự biết ơn vì bóng đá Indonesia đã tránh được các lệnh trừng phạt nghiêm khắc hơn từ FIFA, chẳng hạn như bị cấm tham dự các giải đấu quốc tế. Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Indonesia ví von việc FIFA ngưng cấp tài chính cho quỹ phát triển bóng đá nước này giống như một thẻ vàng thay vì thẻ đỏ. Như vậy, tuyển Indonesia vẫn có thể ra sân thi đấu ở SEA Games 32 vào cuối tháng 4 này. Theo chỉ thị của Tổng thống Indonesia Joko Widodo, tuần qua Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Indonesia đã tới Pháp gặp gỡ các lãnh đạo FIFA để vận động tránh trừng phạt, đồng thời trình FIFA kế hoạch chi tiết phát triển bóng đá Indonesia, trong đó có việc cải tạo 22 sân vận động phục vụ các giải đấu và hoạt động của đội tuyển quốc gia. FIFA cho biết có thể rút lại quyết định đóng băng hỗ trợ tài chính bóng đá Indonesia sau khi xem xét chiến lược phát triển của bóng đá Indonesia cũng như hiệu quả triển khai trên thực tế. Nền bóng đá Indonesia và người hâm mộ đang đứng trước cú sốc khi hồi cuối tháng 3 mới đây bị FIFA tước quyền tổ chức tham dự vòng chung kết giải vô địch bóng đá thế giới U20 năm 2023. Nền bóng đá xứ sở vạn đảo đang đứng trước nhiều thách thức, trong đó có nạn bạo lực sân cỏ. Hồi tháng 10 năm 2022, bạo loạn trên sân vận động Kanjuruhan ở Malang đã khiến 135 người thiệt mạng. Mới đây nhất hôm 2 tháng 4, các cổ động viên quá khích lại ẩu đả đập phá trong trận đấu giữa Semarang và Sleman tại giải vô địch quốc gia Indonesia. Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Indonesia Erick Thohir cam kết cải tổ bóng đá nước này, quyết tâm dẹp bỏ nạn mafia bóng đá, trong đó có các bê bối dàn xếp tỷ số, bạo lực sân cỏ. Hôm nay mùng 7 tháng 4, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các nơi ở phía Đông Bắc Bộ và một số nơi ở Bắc Trung Bộ. Ở Bắc Vịnh Bắc Bộ đã có gió Đông Bắc dần cấp 7. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 2, cấp 3, vùng ven biển cấp 3, cấp 4. Phía Đông Bắc Bộ, sáng và đêm 7 tháng 4 trời lạnh, vùng núi có nơi chuyển rét. Gần sáng ngày 8 tháng 4, không khí lạnh tăng cường thêm. Vùng núi Bắc Bộ trời chuyển rét, các khu vực khác đêm và sáng trời rét. Từ ngày 7 tháng 4, khu vực Bắc Trung Bộ trời chuyển mát. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở phía Đông Bắc Bộ phổ biến 18-21 độ, vùng núi có nơi dưới 17 độ. Các bạn vừa xem bản tin tổng hợp chiều. Hãy like và subscribe kênh YouTube của Báo Điện tử VOV. Truy cập vào địa chỉ vov.vn để theo dõi những tin tức thời sự cập nhật mới nhất của chúng tôi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những bản tin sau.